Lúc đi thiền, hành giả tập trung vào hơi thở, thì việc bước đi nhanh hay chậm sẽ đạt lợi ích hơn. Vì bước chậm, đi chậm từng bước làm thân con bị mất thăng bằng, con không tập trung vào hơi thở được. Quý vị cầm một cái chén nước, đổ một cái chén nước đầy, quý vị bưng ở phía trước mặt và quý vị đi. Quý vị đi với tốc độ nào mà có thể giữ cho chén nước thăng bằng, không bị sóng sánh đổ ra ngoài, thì đó là tốc độ thích hợp cho quý vị. Đó là thái độ của người tử tù cầm chén dầu đi ra pháp trường. Nếu như một giọt dầu đổ ra là người tử tù sẽ bị tử hình. Cho nên người tử tù phải tập trung vào chén dầu và bước đi. Thì đó là thái độ của quý vị khi quý vị theo dõi hơi thở hoặc bất kỳ đối tượng thiền nào. Còn nếu như quý vị chưa biết được đâu là sự điều tiết vừa phải giữa thân và tâm, thì cứ thực sự đổ một chén nước cầm ở phía trước mặt và quý vị đi, thì quý vị sẽ tập được cái đó.